Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Hà Đông. Ngày hôm nay thì em Nguyên sẽ xin gửi tới anh chị và các bạn một căn nhà nằm tại khu vực Vạn Phúc. Căn nhà này thì có diện tích là 41m, thiết kế là 5 tầng, mặt tiền của căn nhà này là 3,6m, hướng nhà thì nó là hướng Đông Bắc ạ. Anh chị và các bạn quan sát thì nhìn thấy này, ưu điểm của căn nhà này là lô góc, cho nên là cực kỳ là thoáng. Từ tầng 2 thì diện tích của nó là gần 50m đấy ạ. Được lô góc thoáng như thế này đâm ra là phòng nào cũng có cửa sổ, ngõ thì là thông, ô tô kinh doanh ạ. Đây ạ, em xin mời anh chị và các bạn tham quan. Đường này thì là cũng tương đối là rộng, ô tô vào nhà thoải mái. Phía cửa ra vào đây thì gia chủ thiết kế là cửa cuốn ạ. Đây ạ. Với cái diện tích là 41m này thì gia chủ thiết kế là thông sàn cầu thang cuối. Tầng 1 này thì là thiết kế là đẩy gala ô tô ạ. Đây là nhà vệ sinh phía tầng 1 ạ. Nhà mình đây mà di chuyển ra mấy cả trường học cũng như là chợ Vạn Phúc thì rất là gần. Cách trường tiểu học Vạn Phúc ấy thì bán kính độ khoảng tầm 300m là ra đến trường rồi. Chợ thì khoảng tầm 200m là ra đến chợ. Khu vực thì là dân trí cũng cao. Mình có thể là mở kinh doanh hàng ăn hay là quán xá tạp hóa, leo thì đều phù hợp ạ. Ưu điểm của căn nhà này lô góc cho nên là rất là nhiều cửa sổ này. Phía cạnh nhà mình đây thì gia chủ thiết kế một cái cửa để mình có thể đi ra từ cửa ngách được ạ. Toàn bộ phía cầu thang từ tầng 1 lên đến tầng 5 thì được gia chủ bố trí rất là đẹp. Toàn bộ là bằng sàn gỗ luôn ạ. Anh chị và các bạn có quan tâm đến căn nhà thì em xin mời anh chị và các bạn lên tầng 2 của căn nhà. Đây là phía tầng 2 của căn nhà. Phía tầng 2 của căn nhà đây thì gia chủ bố trí gồm phòng khách và phòng bếp ạ. Đây là không gian của phòng bếp này. Phòng bếp này thì gia chủ cũng đã lắp đầy đủ tủ bếp cũng như là thiết bị hút mùi. Được cái là nhà mình là vị trí lô góc cho nên là cái không gian ở phòng bếp này cũng có cửa sổ rất là sáng và thoáng. Toàn bộ chậu rửa thì gia chủ cũng lắp đầy đủ hết rồi ạ. Cái không gian của tầng bếp này thì gia chủ thiết kế rất là tinh tế. Tại vì là mình cũng gần bếp ấy, nên là cũng rửa nhiều, sợ nước vương ra nhà nên gia chủ thiết kế bằng gạch giả gỗ cho nên là nhìn nó đẹp. Đây, em xin mời anh chị và các bạn theo em sang không gian của phòng khách này. Với diện tích 41m này nhưng mà từ tầng 2 đua ra là tương đối rộng, gần 50m đấy ạ. Cho nên là đây ạ, tính từ mép này là toàn bộ là đua ra này, các cạnh này là đua ra này. Không gian phòng khách này cũng tương đối là rộng. Khu vực để tivi này, phía trước nhà thì cửa sổ thoáng, có ban công, mình có thể trồng tiểu cảnh. Từ nhà mình mà di chuyển ra đến trường tiểu học Vạn Phúc thì bán kính khoảng tầm 300m. Ra chợ Vạn Phúc thì khoảng 200m thôi ạ, rất là gần. Ngõ thì thông mà ô tô vào có thể kinh doanh được. Cái tầm tiền mà gia chủ thì đang nhờ em Nguyên giao bán cái căn này là 5,9 tỷ. Có thương lượng cho khách thiện chí và có hỗ trợ ngân hàng. Với cái tầm tiền này và cái phân khúc này thì căn này cũng tương đối là hiếm ở trong khu vực đấy ạ. Anh chị và các bạn có quan tâm đến căn nhà thì em xin mời anh chị và các bạn tiếp tục theo em lên đến các tầng tiếp theo ạ. Đây là phía tầng 3 của căn nhà. Phía tầng 3 của căn nhà đây thì thiết kế tầng 2 phòng ngủ và nhà vệ sinh khép kín trong phòng luôn ạ. Đây là phòng ngủ phía sau nhà đấy ạ. Đấy, anh chị và các bạn nhìn này. Phòng phía sau nhà nhưng mà cực kỳ là sáng. Tại vì nó là lô góc cho nên là cửa sổ, ánh sáng kể cả em mà không bật điện cũng rất là sáng luôn. Đây ạ, nhà vệ sinh thì khép kín trong phòng. Gia chủ phòng nào cũng để đầy đủ giường cũng như là tủ đựng quần áo.
anh chị và các bạn mua về thì mình gần như là chỉ mang đồ của cá nhân về là ở được luôn. Nhà vệ sinh đấy ạ, khép kín trong phòng ngủ. Toàn bộ cửa ra vào của các phòng thì toàn được thiết kế là cửa gỗ ạ. Em xin mời anh chị vào phía phòng ngủ phía trước nhà. Đây là phòng ngủ phía trước. Đây, phòng này thì cũng lắp đầy đủ giường, tủ, điều hòa, bình nóng lạnh. Sàn thì toàn bộ là bằng sàn gạch giả gỗ. Phía tầng 5 của căn nhà. Phía tầng 5 của căn nhà đây thì gia chủ bố trí là gồm phòng thờ, sân phơi và khu vực trồng tiểu cảnh. Đây là không gian của phòng thờ. Ở nhà này có hai sân phơi anh chị và các bạn ạ. Đây là phía trước ạ, còn kia là phía sau. Thế này thì mình có thể là chỉ để một bên làm sân phơi thôi, còn phía trước này mình có thể là khu vực trồng rau xanh. Thì quá là phù hợp. Vừa có rau xanh ăn mà lại không gian nó lại thoáng mát. Nhà này thì gia chủ với diện tích 41m, thiết kế 5 tầng như thế này thì gia chủ đang nhờ em Nguyên giao bán với giá là 5,9 tỷ. Có thương lượng cho khách thiện chí và có hỗ trợ ngân hàng ạ. Anh chị và các bạn có quan tâm đến căn nhà này thì liên hệ cho em Nguyên theo số điện thoại trên màn hình để đi xem trực tiếp nhé. Ngoài căn này thì em còn rất nhiều các căn khác nhỏ tiền từ 3 tỷ trở lên ở khu vực này. Anh chị và các bạn quan tâm thì cứ liên hệ cho em. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.